Mình xin chào mọi người. Ở trình độ A hôm nay chúng ta sẽ học bài A Messy Room. Messy là bừa bộn, room là căn phòng bừa bộn. I have to, tôi phải clean, làm sạch, lau dọn my room, phòng của tôi. There are, có những dirty, dơ mọi người, clothes là quần áo, dirty clothes là quần áo dơ, on the floor, trên floor là sàn nhà. There are, có clean clothes là những cái quần áo sạch, on my bed, trên cái giường tôi. There are books, có những cái quyển sách, and trash và rác everywhere, ở mọi nơi. I put the dirty, tôi để the dirty clothes là cái quần áo dơ in the laundry basket. Basket là cái túi khi giỏ, laundry là đồ để giặt, đó, đựng đồ để giặt. I fold, tôi gấp the clean clothes là cái đồ sạch. I put them, tôi đặt chúng in the dresser, trong cái tủ đồ. I put, tôi để the books, quyển sách on my desk, trên bàn. I put, tôi để trash, the trash là rác, in the trash can, trong cái thùng rác. Rồi. Bài tiếp theo mình học là a science. Science này là khoa học, project này là dự án khoa học. Today, hôm nay, is là an important, một cái quan trọng, day, ngày là một ngày quan trọng. I am doing, tôi sẽ thực hiện, sẽ làm. A science experiment, science là khoa học. Experiment là cái thí nghiệm, một cái thí nghiệm khoa học. In class, trong lớp. I need, tôi cần. To listen, để lắng nghe. To the directions, cái hướng dẫn. Nghe cái gì đó là listen to mà ha. Directions là hướng dẫn. So, để mà I do not, tôi không make mistake, phạm sai lầm, học việc, làm cái lỗi sai. I'm working, tôi sẽ làm việc. With a partner, với một cái người bạn. We begin, chúng ta bắt đầu. The experiment, cái thí nghiệm. We are mixing, chúng tôi đang trộn lẫn cái chemicals, đọc care mà nghe không đọc là chemical mà là care, âm ca. Chemicals là những cái hóa chất together cùng với nhau. Then sau đó, we look at them, chúng tôi nhìn vào chúng, cái đâm này là cái hóa chất sau khi trộn lẫn. With a microscope, micro là nhỏ, scope là cái kính hiển vi mà nghe. The chemicals, những cái hóa chất are turning, đang chuyển thành green, màu xanh lá cây. We write, chúng tôi viết our results, result là cái kết quả, in our notebook, trong cái quyển sổ, quyển vở của chúng tôi. It is very exciting, nó rất là hào hứng. Something fun, một cái gì đó rất là vui, is always, luôn luôn happening, xảy ra, in my science class, trong cái lớp học khoa học của tôi. I am not going, tôi sẽ không be bored, là bị chán, here, ở đây. Tiếp theo, tiếp theo mình học là The Inventor. Inventor là nhà phát minh mình ha. My friend, bạn của tôi, Mike, has got a lot of, nhiều, crazy, là điên rồ, ideas, là ý tưởng điên rồ. He builds, anh ấy xây dựng, many, nhiều, interesting, thú vị, machines là những cái máy móc. Anh ấy tạo ra những cái máy móc thú vị. He likes to, anh ấy thích, to do, thích làm, science experiments, giống như bài trên là cái thí nghiệm khoa học. He's always thinking, anh ấy luôn luôn suy nghĩ of new inventions, nghĩ đến, nghĩ ra những cái invention là cái sự phát minh, những cái sự phát minh mới. Right now, ngay bây giờ, he is designing là thiết kế a robot, một cái con robot, một cái người máy. The robot can move up, nó có thể move up là di chuyển lên trên the stairs, cầu thang. It can, nó có thể, also cũng, nó cũng có thể nè. Carry things, mang những cái đồ, mang theo đồ mọi người. Mike is going to be, sẽ là an inventor, một nhà phát minh. Or, hoặc là maybe, có lẽ he can be, anh ấy có thể a scientist, là một nhà khoa học. Mình học chữ ngày hôm nay sẽ là floor. Danh từ là sàn nhà. I sit on the floor, tôi ngồi trên sàn nhà. Hoặc là cái nền hoặc cái đáy, là the ocean floor, là cái đáy đại dương. Nghe mọi người không? Hoặc có nghĩa là tầng nhà, cái tầng trong những trong ngôi nhà. She works, cô ấy làm việc on the second floor. Cái second là thứ hai, floor là cái tầng thứ hai. Danh từ nó cũng có nghĩa là mức lương hoặc là giá sàn, giá thấp nhất. Hold the floor, hold là giữ floor. Hold the floor thì có nghĩa là chiếm diễn đàn mọi người. Ví dụ he held là quá khứ của chữ hold. Held the floor là anh ấy đã chiếm diễn đàn. For an hour là trong một tiếng. Hoặc là take the floor là phát biểu. I now, bây giờ tôi invite, xin mời the president, ngài chủ tịch, to take the floor, phát biểu. Mix này động từ có nghĩa là pha trộn. Mix the sugar,
trộn đường with the flour. Cái chữ này đọc y chang chữ hoa luôn ha, flour. Là trộn đường với bột, hoặc có nghĩa là giao thiệp. I mix with, tôi giao thiệp với. Or sort, sort là những cái loại hạt. Of people, rất nhiều loại người, rất nhiều kiểu người á mọi người. Hoặc là mình có be, hoặc là get mixed up in something, là bị dính dáng đến cái gì đó. I don't want, tôi không muốn, to be. Tại vì ở đây nó bắt đầu bằng be hoặc get nè. To get hoặc to be mixed up. Nguyên cụm này mixed up in là mình giữ nguyên the affair, muốn cái chuyện đó, affair, cái vấn đề đó. Mix it with something, someone là gây sự với ai không nghe, someone. Don't try mixing with me, đừng có cố gắng. Try mixing with me, gây sự với tôi. I've got a gun. The God là có, a gun là một cái khẩu súng, tôi có súng đó nha. Danh từ có nghĩa là sự pha trộn, ví dụ mình nói là a good mixed cake, tức là một cái bột làm bánh đó mọi người. Mixed cake tức là cái bột làm bánh, good, ngon. Chữ move này á, danh từ có nghĩa là sự di chuyển, hoặc là cái nước đi trong khi mình chơi cờ, hoặc là sự chuyển chỗ ở, chuyển chỗ làm. What is the date? Cái date này phân biệt với chữ day là the, giờ ai dài. Cái giờ ai dài là cái thứ trong tuần, còn cái date này là ngày tháng năm mọi người ha. Cái ngày, khi mình hỏi day là trả lời ngày tháng năm ha, hoặc ít nhất phải là ngày tháng. Tức là cái ngày nào of your move, là ngày di chuyển của bạn ngày nào, hoặc là ngày chuyển việc, chuyển chỗ của bạn là ngày nào. Make a move là khởi hành. We'd better, the better là had better là nên, chúng ta nên. Make a move là khởi hành. On the move là đang di chuyển. We are on the move, chúng tôi đang di chuyển. Hoặc có nghĩa là chuyển động xê dịch. Ví dụ như move the chair, di chuyển cái ghế. Nearer, gần hơn to the fire, với cái đống lửa. We are moving, chúng tôi đang chuyển. To Hồ Chí Minh, đang chuyển nhà, chuyển đến ở Hồ Chí Minh. Hoặc move là động từ làm cho xúc động. Ở đây người ta chia câu bị động. I was moved, tôi bị làm cho xúc động. To tear, đến mức là khóc. Tear là nước mắt. Move to tear là bị xúc động đến mức khóc. Rồi bây giờ mọi người cùng nghe cái bài này ha. I have to clean my room. There are dirty clothes on the floor. There are clean clothes on my bed. There are books and trash everywhere. I put the dirty clothes in the laundry basket. I fold the clean clothes. I put them in the dresser. I put the books on my desk. I put the trash in the trash can. Today is an important day. I am doing a science experiment in class. I need to listen to the directions so I do not make a mistake. I am working with a partner. We begin the experiment. We are mixing chemicals together. Then we look at them with a microscope. The chemicals are turning green. We write our results in our notebooks. It is very exciting. Something fun is always happening in my science class. I am not going to be bored here. My friend Mike has a lot of crazy ideas. He builds many interesting machines. He likes to do science experiments. He is always thinking of new inventions. Right now, he is designing a robot. The robot can move up the stairs. It can also carry things. Mike is going to be an inventor. Or maybe he can be a scientist. Rồi, bài học ngày hôm nay của chúng ta đến đây kết thúc rồi. Rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hy vọng mọi người sẽ đăng ký kênh để có nhận được bài học thường xuyên hơn, liên tục hơn, học đều đặn hơn. Và mình xin chào mọi người.